Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 132. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người. Thế nào người thề cùng Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với đấng toàn năng của Gia-cốp? Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho đấng toàn năng của Gia-cốp. Kìa! Chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ephrat, có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a. Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lại trước bệ chân Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, với hòm về sự năng lực Ngài. Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng. Vì cớ David là kẻ tôi tớ Chúa, xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sinh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời. Ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, và các thánh nó sẽ reo mừng. Tại đó, ta sẽ khiến sừng David đâm chồi. Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người, còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người. Thứ hai của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, chương 1. Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con rất yêu dấu của ta. Nguyện con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít bà nội con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-su Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phi-gen và Hẹt-mô-gen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onisiphorer
vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Epheso đã hầu việc ta mọi đàng. Chương 21. Manasse được 12 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hephzibah. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người sửa xây lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá hủy, lập bàn thờ cho Ba-an, dựng hình tượng A-xê-ra giống như của A-háp vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giê-hô-va mà Đức Giê-hô-va có phán về đền thờ rằng: ấy tại nơi Giê-ru-sa-lem ta để danh ta ngự. Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm, lập lên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài. Còn hình tượng A-xê-ra mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Sa-lô-môn con trai người rằng: ấy trong đền này và trong Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Israel đi siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Manasseh quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán rằng: vì Manasseh vua Giu-đa đã phạm những sự gớm ghiếc ấy và có làm ác hơn mọi điều dân Amorít đã làm trước người, cùng quyến dụ Giu-đa phạm tội với hình tượng nó. Vì cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: kìa, ta sẽ giáng trên Giê-ru-sa-lem và trên Giu-đa những tai họa cả thể, đến đổi phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai. Ta sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem dây đo Samari và cân nhà của A-háp. Ta sẽ xóa sạch Giê-ru-sa-lem như người ta chùi rửa cái dĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Ta sẽ từ bỏ phần còn sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành hóa tài và miếng mồi của họ, vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Manasseh cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến đổi Jerusalem bị ngập từ đầu này đến đầu kia. Lại phụ thêm những tội lỗi người phạm, gây cho Giu-đa phạm tội nữa và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Manasseh, những công việc người và tội người đã phạm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Manasseh an giấc với tổ phụ người, được chôn trong vườn của đền người, tức trong vườn U-sa. A-môn con trai người cai trị thế cho người. Khi A-môn lên làm vua, tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Mê-su-lê-mết, con gái của Harút, cháu của Dô-ba. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như Manasseh cha người đã làm. Người đi theo y một đường của cha người, hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lại trước mặt chúng nó. Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va. Vả, những tôi tớ của A-môn mưu phản người và giết người tại trong đền vua. Nhưng dân của xứ giết hết thảy những kẻ phản nghịch vua A-môn và tôn Giô-si-a con trai người lên làm vua thế cho người. Các chuyện khác của A-môn và công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Người được chôn trong mồ mả người nơi vườn U-sa. Rồi Giô-si-a con trai người kế vị người.
Chương 22. Khi Josiah lên làm vua được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jedida, con gái của Adaya, cháu Bô-cát. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Năm thứ 18 đời Josiah, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai Asalia, cháu Mê-su-lam, đến đền Đức Giê-hô-va mà dặn rằng: Hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm Hin-kia, đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các người giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự. Đoạn, hãy giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc việc đền thờ của Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho thợ sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ, tức thợ mộc, thợ xây cất, thợ hồ, và dùng mua gỗ và đá đẽo đặng tu bổ đền lại. Song chớ tính sổ bạc giao nơi tay chúng, vì chúng vốn làm thành thật. Thầy tế lễ thượng phẩm Hin kia nói với thơ ký Sa-phan rằng: Tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hin kia trao quyển sách đó cho Sa-phan và người đọc nó. Đoạn, thơ ký Sa-phan đến tìm vua, thuật lại điều này mà rằng: Các tôi tớ vua đã đóng bạc tìm đặng trong đền thờ và đã giao nơi tay các người lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thơ ký Sa-phan lại nói rằng: Thầy tế lễ thượng phẩm Hin kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Sa-phan đọc sách đó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp liền xé quần áo mình. Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ Hin kia, cho Ahikam con trai Sa-phan, cho Ạc-bồ con trai Mi-ca-gia, cho Sa-phan thơ ký và cho A-sa-gia đầy tớ của vua mà rằng: Hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Vậy, thầy tế lễ Hin kia, Ahikam, Ạc-bồ, Sa-phan và A-sa-gia đi tìm nữ tiên tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con trai của Tiết-va, cháu của Hạc-ha, người ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng. Nàng bèn nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel nói như vậy: Hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì dân Giu-đa đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc ta giận vì các công việc của tay chúng nó, nên cơn giận ta sẽ nổi lên cùng chỗ này không hề nguôi. Còn về vua Giu-đa đã sai các ngươi cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng: Về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng: Chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa xả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Chương 23. Vua bèn sai người nhóm hiệp hết thảy những trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đoạn, vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, cả dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách Giao Ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên tòa, lập Giao Ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ
và luật lệ của Ngài và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy. Vua bèn truyền lệnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hilkia, cho mấy thầy phó tế và các người giữ cửa đền thờ cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ Ba Anh, Ác Tạc Tê và cả cơ binh trên trời. Người bảo thiêu các vật đó ngoài Jerusalem trong đồng ruộng Sết-rôn, rồi đem cho nó đến Bê-tên. Người cũng đuổi những thầy cả của các tà thần mà những vua Giu-đa đã lập đặng sông hương trên các nơi cao trong những thành Giu-đa và tại các nơi chung quanh Jerusalem. Cũng đuổi đi những thầy cả dân hương cho Ba Anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo và cả cơ binh trên trời. Người cất hình tượng Ác Tạc Tê khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va, đem nó ra ngoài Jerusalem, đến khe Sết-rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trên mồ của thường dân. Người lại phá những phòng của bợm vĩ gian ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi đó người nữ dệt những trại cho Ác Tạc Tê. Người cũng đòi đến hết thảy những thầy tế lễ ở các thành Giu-đa, làm ô uế những nơi cao mà chúng nó có sông hương, từ Gê-ba cho đến Bê-e-sê-ba, lại phá những bàn thờ lập tại cửa thành, tức tại cửa Giô-suê, quan cai thành, ở về phía bên tả khi vào cửa thành. Song, những người đã làm thầy tế lễ các nơi cao thì chẳng được lên đến bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Song họ ăn bánh không men với anh em mình. Người cũng làm ô uế Tô-phết tại trong trũng con cái Hi-nôm, hầu cho từ rày về sau không ai được đưa con trai hay là con gái mình qua lửa cho Mo-lóc. Người trừ bỏ những con ngựa các vua Giu-đa dâng cho mặt trời ở nơi cửa vào đền Đức Giê-hô-va, tại nơi công đường của quan hoạn Nê-than-mê-lét trong hành lang của đền thờ. Còn những xe của mặt trời thì người thiêu đốt. Vua Giô-si-a cũng phá những bàn thờ mà các vua Giu-đa đã cất trên nóc nhà lầu của vua A-cha, lại những bàn thờ mà Ma-na-xê có dựng lên trong hai hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va, thì người đập bể, cất đem khỏi chỗ và rải bụi nát nó trong khe Sết-rôn. Vua cũng làm ô uế những nơi cao ở tại trước Giê-ru-sa-lem, bên phía hữu núi Tà Tịch, là những nơi cao mà Sa-lô-môn vua Israel đã cất lên để cúng thờ Ác Tạc Tê, thần tượng quái gở của dân Si-đôn, Kê-mốt, thần tượng quái gở của dân Mô-áp và Minh-côm, thần tượng gớm ghiếc của dân Am-môn. Người bẻ gãy các trụ thờ, đánh đổ các hình tượng Ác Tạc Tê và chất đầy hài cốt tại chỗ nó đã đứng. Lại, người phá bàn thờ tại Bê-tên và nơi cao mà Jeroboam con trai Nê-bát đã lập, tức là người đó gây cho Israel phạm tội. Người phá bàn thờ ấy, thiêu đốt nơi cao và cán nghiền thành ra tro bụi, cũng thiêu đốt tượng Ác Tạc Tê. Giô-si-a xây lại, chợt thấy những mồ mả ở trên núi. Người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mồ mả ấy, rồi thiêu nó trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, y như lời của Đức Giê-hô-va mà người của Đức Chúa Trời đã báo cáo trước. Đoạn vua hỏi rằng, bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng, ấy là mồ mả của người Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến báo cáo trước về những việc mà vua đã làm cho bàn thờ tại Bê-tên. Người tiếp, hãy để hài cốt ấy bình yên, chớ ai dời đi. Vậy chúng chẳng dời hài cốt của người cùng hài cốt của đấng tiên tri ở Samari mà ra. Giô-si-a cũng dỡ hết thảy chùa miếu của các nơi cao ở tại trong thành Samari mà các vua Israel đã lập đặng chọc giận Đức Giê-hô-va, phá hủy các nhà đó như đã làm trong Bê-tên. Người giết tại trên bàn thờ những thầy cả của các nơi cao và thiêu hài cốt ở trên. Đoạn người trở về Jerusalem. Vua bèn truyền lệnh cho cả dân sự rằng, hãy giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước. Trong lúc các quan xét đã xét đoán Israel, hoặc trong đời các vua Israel và vua Giu-đa, thật chẳng hề có giữ một lễ vượt qua nào giống như lễ vượt qua giữ cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem nhằm năm thứ 18 đời vua Giô-si-a.
Josiah cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những teraphim và hình tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Juda và tại Jerusalem, đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ Hilkia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Trước Josiah chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà chiếu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se, và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận nóng và mạnh mà Ngài nổi lên cùng Giu-đa vì cớ các tội trọng của Ma-na-se trêu chọc Ngài. Và Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ cất Giu-đa khỏi mặt ta như ta đã cất Israel đi, và ta sẽ trừ bỏ thành Jerusalem mà ta đã chọn và đền thờ mà ta phán về nó rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Các chuyện khác của Josiah, những công việc người làm, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Trong đời Josiah, Pharaoh Neco, vua Ai-cập, đi lên sông Euphrat hãm đánh vua Assyria. Josiah bèn đi ngử người, nhưng Pharaoh vừa khi gặp người bèn giết đi tại Megiddo. Từ Megiddo, các tôi tớ chở thay người trên xe về Jerusalem, rồi chôn người tại trong mồ mả người. Dân của xứ chọn Joacha, con trai Josiah, sức dầu cho người và tôn người lên làm vua thế cho cha người. Joacha được 23 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm. Pharaoh Neco bắt giam người tại Ribla trong xứ Hamat, hầu cho người không cai trị tại Jerusalem. Lại, người bắt xứ tiến cống 100 ta lân bạc và 1 ta lân vàng. Đoạn Pharaoh Neco lập Eliakim, con trai Josiah, làm vua thế cho Josiah cha người và cải tên người là Jehoiakim. Còn Joacha bị bắt làm phu tù tại Egypto và người qua đời tại đó. Jehoiakim nộp cho Pharaoh những bạc và vàng ấy. Nhưng để lo cho có số tiền Pharaoh đòi thì người phải đánh thuế dân của xứ. Người định thuế vàng bạc mỗi người phải giữ đóng. Đoạn người giao hết cho Pharaoh Neco. Jehoiakim được 25 tuổi khi lên làm vua, và người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sê-buộc-đa, con gái Phê-đa-gia ở Ru-ma. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương các tổ phụ mình đã làm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo.
Chúa yêu bạn rất nhiều.